Tiếp đi, tiếp theo các bạn muốn hát bài gì đây? Hả? Phỏng vấn hả? Rồi bây giờ muốn nói cái gì? Em trở thành ca sĩ. Và sang một mái nhà cho ba mẹ. Rồi tiếp Xuân Trang. Xuân Trang. Ok, rồi bây giờ khi đến đây ha, Xuân Trang với Lệ Thanh Lam muốn gửi đến ca khúc như thế nào đây? Tiếng Việt nhé. Ok, rồi, hát lớn lên nha. Trong không gian bay bay, mọi hành tinh thân ai, mỗi lần hẹn chúng con bình yên rất say. Mọi đàn chim tung cây, đón mẹ trời hiền lành. Trời ơi hay quá ha. Ca khúc rất là hay ha, ý nghĩa cũng hay nữa, với hai cái giọng ca rất là trầm ấm ha. Rồi chúc các bạn ha sau này trở thành một ca sĩ ha nổi tiếng nha. Rồi.